Hôm nay cuối tuần là rồi mình sẽ quay cho mọi người xem một số cái loại len cũng khá là đẹp. Những cái loại len này á, thì hồi xưa khi mà một số cái giỏ nó nở hoa mình đã quay video cho mọi người xem rồi. Nhưng mà hôm nay cũng giới thiệu mọi người một cái bụi. Cái bụi len ở trên tay mình đây là cây hỏa hoàng kem nha mọi người. Hỏa hoàng kem. Và đây nè, mọi người xem nè. Đây là một cái khúc cây hỏa hoàng kem nguyên bản chặt từ rừng về nha mọi người. Sau khi chặt từ rừng về thì đã được làm cái móc lên và treo lên chăm sóc như này trong vòng khoảng tầm 1 năm rưỡi rồi mọi người, hơn 1 năm rồi mọi người. Đó thì đây là những cái phần này, đây là những cái vết chặt từ trên rừng nè, và cái rễ của nó đã quấn sang những cái vết chặt đó. Ở bên đầu này mọi người sẽ nhìn rõ hơn. Khi mà người thợ rừng á, người ta đi hái cái bụi len từ trên rừng về thì người ta cố gắng người ta chặt, người ta giữ, bởi vì thấy cái bụi này cái dáng nó đẹp quá nên là những cái người thợ rừng người ta cố gắng người ta chặt, người ta giữ nguyên một cái khúc nguyên bản như này để về. Thì khi đó bán nó sẽ có giá cao hơn một tí so với cái việc mà bóc một cái bụi, bóc nó ra và bán cân ký. Thì chặt những cái khúc như này thì nó sẽ có giá trị hơn. Ở đây mọi người sẽ thấy đây là một cái bụi hỏa hoàng kem mẹ con mọi người. Tại sao gọi là bụi mẹ con? Bởi vì mọi người nhìn đây này, mình sẽ vặt sâu trong. Những cái giò nhỏ thì mình có thể xoay nhiều chiều để mình quay cho mọi người xem nha. Đó, nó từ một cái thân mẹ nó đưa ra như này. Đó, nó dài, cái thân mẹ nó dài tới đây. Và toàn bộ xung quanh là các cái cây con của nó. Các cái cây con, rất là nhiều cây con luôn nha mọi người. Và nó thành mọc thành một dề như này là bụi mẹ con. Đồng thời này, những cái cây mẹ của nó này, trong quá trình chúng ta chăm sóc này thì nó lại tiếp tục nó đẻ ra được 1 2 3 4 4 con ở bên dưới mọi người. Đây là một cái bụi len mình có thể nói là bụi khá là đẹp mọi người. Khá là đẹp. Và hiện nay ở cái thời điểm này mà giữ được những cái bụi len đơn thân từ rừng về mà như thế này á, thì thực sự mọi người có thể xem và tham khảo ở trên mạng á, thì những cái bụi như này cũng khá là hiếm rồi. Nó không còn nhiều nữa đâu mọi người. Đây là một bụi hỏa hoàng kem nha. Và hoa của hỏa hoàng kem á, nó như một ngọn đuốc ở trong rừng mọi người. Đặc trưng của những cây hỏa hoàng kem mọi người nhìn nè. Khi mà nó mọc trên rừng á, nó sẽ mọc lên những cây khô. Không phải là cây mà cành chết đâu mọi người. Có nghĩa là cái cây đó là cái mùa nắng á, là toàn bộ cây nó rụng hết lá. Đó là đặc tính của cây mà cây hỏa hoàng kem mọc. Và nó sẽ ưa mọc ở những chỗ nhiều nắng nha mọi người. Nó mọc ở chỗ nhiều nắng, độ ẩm thấp nó vẫn mọc được. Đó là đặc trưng. Và khi mà nó mọc ở những cái vùng rừng nắng như vậy mà cái màu hoa của cây hỏa hoàng kem nó rực lên mọi người, màu kem trông rất là đẹp mắt, nhìn y như những ngọn đuốc ở trong rừng mọi người. Thì mình sẽ có những cái hình ảnh ngày xưa mình quay những cái hoa của hỏa hoàng kem á, mình sẽ gửi cho mọi người xem về cây hỏa hoàng kem luôn nha. Và về thứ hai mình sẽ nói về cái cách chăm sóc cây hỏa hoàng kem này. Đấy, y như đặc tính ở trong rừng, nó mọc trên những cây khô có cái độ nắng nhiều nên là mọi người để ý nè. Khi mà trồng chúng ta không có dùng những cái giá thể ẩm nhiều, mà chủ yếu chúng ta sẽ ghép lên những cái giá thể mà có độ thoát nước tốt, khô ráo, sạch sẽ và có độ thoát nước tốt là cây nó sẽ mọc rất là tốt nha mọi người. Và treo cây hỏa hoàng kem này, mọi người lưu ý nên treo ở những cái vị trí có ánh nắng nhiều. Có nắng nhiều thì cây hỏa hoàng kem nó xếp, nó sẽ có cái độ xếp rụt và cái lá của nó sẽ dày dặn hơn so với cái việc mà cây thiếu nắng. Mọi người nhìn cái đặc tính của cái lá này. Lá nó nhỏ thôi nhưng mà rất là dày. Và cái độ xếp của lá này mọi người thấy không? Đặc tính của những cây mà lá xếp kiểu như này thì nó chịu nắng rất là tốt nha. Về phân bón thì cây này nó cũng không cần ăn phân bón gì đâu mọi người. Như cái giò ở đây thì chỉ bỏ vài cái hạt bàng, phân tan chậm cho nó mọi người. Và tưới nước là cây nó phát triển thôi. Rồi, tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái loại len tương đối giống như cái hỏa hoàng kem này ở bên này. Nhờ anh camera lùi lại một tí, qua bên này. Đó. Đây, bên cạnh mình đây là một cái trụ huyết nhung. Bên cạnh mình đây là một trụ huyết nhung nha mọi người. Đối với cái trụ huyết nhung này thì là những cái cây huyết nhung rời từ rừng về và sau đó lọc lựa ra những cây dài, cao, to để trồng thành một cái bụi huyết nhung để chơi. Đối với cái bụi huyết nhung này thì đầu tiên mình sẽ so sánh cho mọi người xem hai cái cây huyết nhung và cái cây hỏa hoàng kem nó khác nhau như thế nào. Đối với cây hỏa hoàng kem thì mọi người thấy là cái thân lá của nó xếp hơn, xếp rụt hơn, đồng thời cái lá của nó dày hơn, nó vét thành chữ V và dày hơn. Còn lá cây huyết nhung thì nó mỏng nha mọi người. Mọi người nhìn vào cái bản lá mọi người thấy. Chứ nếu như mà những người mà mới tập tành chơi len á, thì cái việc phân biệt giữa các loài len đơn thân thì thực sự là một cái điều khó. Nên là ở trong video thì mình cũng so sánh cho mọi người xem luôn. Nhìn thì tựa như nhau nhưng mà cây huyết nhung nó khác. Cây huyết nhung này này nó khác cây hỏa hoàng kem nha. Hỏa hoàng kem lá nó dày hơn. Và cái góc V đây nó dày nè mọi người. Còn cây huyết nhung lá nó mỏng. Rồi, ok. Rồi, mình sẽ giới thiệu đến cái giò huyết nhung bên cạnh mình đây. Rồi,
Đối với cái dầu huyết nhôm bên cạnh mình đây thì tổng cộng là trồng 7 cây rất là to. Mỗi cây như cây bên cạnh này đây, cây này tới cao tới khoảng 1,5 m mọi người. 1,5 m nha mọi người. Đó, 3 cây 1,5 m và những hai có hai cây dán móc câu. Đó, cái cây này khoảng 60 phân. Và cái tổng thể cái bụi huyết nhôm mọi người mời mọi người xem này. Được trồng trên một cái trụ trụ gỗ lúa và chôn xuống mặt đất. Khá là đẹp. Đối với cách trồng này thì cái cây len nó sẽ được ăn độ ẩm từ dưới đất bốc lên. Và đồng thời trông nó khá tự nhiên. Chỉ có một điều là ốc sên mọi người nó hay bò từ dưới đất lên và nó cắn rễ len thôi. Rồi, cái này thì mọi người xem nè, sau 6 tháng trồng thì mọi người thấy cái hệ rễ của nó phát triển tương đối là tốt. Rồi. Và ở trong video này thì mọi người cũng nên phân biệt nha, cây huyết nhung khác cây phượng vĩ nha mọi người. Huyết nhung thì ở Tây Nguyên mình á thì mình thấy nó mọc chủ yếu ở hai vùng rừng là vùng rừng Ca Bang của tỉnh Gia Lai và ở khu vực Đắc Côi của tỉnh Kon Tum cũng vẫn có cây huyết nhung này nha mọi người. Tuy nhiên ít hơn ở Gia Lai vẫn nhiều hơn. Và cây huyết nhung này hoa của nó có một màu đỏ rực cực kỳ đẹp luôn. Đồng thời nha mọi người nhìn cây huyết nhung nó nhỏ nhẹ thôi nhưng mà cái vòi hoa của nó đưa ra cả mét đó mọi người. Đồng thời thì cái hoa khi mà nó ra hoa thì cái vòi hoa của cây huyết nhung nó sẽ phân nhánh ra. Và cây huyết nhung nó cũng dễ hoa hơn so với cây phượng vĩ. Quá trình mà mình trồng thì mình thấy như vậy. Ở Tây Nguyên thì như vậy, còn không biết ở các vùng miền khác nó như nào. Nhưng mà cây huyết nhung nó sẽ dễ ra hoa hơn cây phượng vĩ và vòi hoa nó phân nhánh ra rất là đẹp. Đối với cây huyết nhung này thì về cách chăm sóc mọi người để ý nè, cũng tương tự như là cây hỏa hoàng cam, huyết nhung nó sẽ chịu nắng rất là tốt và nó rất là thích những cái chỗ treo mà có nhiều nắng, nhiều ánh sáng nha mọi người. Nên khi trồng mọi người lưu ý nè, trồng vào giá thể cũng y như cây hỏa hoàng cam, là khô ráo sạch sẽ và có độ thoát nước tốt. Đồng thời nhớ đặt cây huyết nhung ở vị trí nắng nhiều nha, để cây huyết nhung có thể có được cái độ phát triển tốt nhất. Đồng thời khi cây có đủ ánh sáng nhiều thì cây nó sẽ ra hoa nhiều và đẹp hơn nha mọi người. Thì hôm nay trong cái video ngắn thì mình sẽ gửi đến mọi người hai cái loại là huyết nhung và hỏa hoàng cam. Và rất cảm ơn mọi người đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.